Nga xin kính chào tất cả quý cô bác, các anh chị, các bạn. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại kênh Nga Võ Illinois. Lời đầu tiên, Nga kính xin gửi lời thăm sức khỏe đến tất cả quý vị và gia đình. Trong cái video này, Nga kính xin chia sẻ những điều như sau. Hôm nay là ngày 22 tháng 9, 2020. Bà Nancy Pelosi đã tuyên bố rằng bà và ông Steven Mnuchin đã đạt được các thỏa thuận hàng chục tỷ. Và cái sử dụng cái số tiền này vào hai việc thì Nga sẽ chia sẻ cái phần chi tiết bên dưới. Kế tiếp là thông tin mới từ tiểu bang New York, đó là cái lý do đưa ra tại sao mà một số người thất nghiệp chưa có nhận được cái số tiền 300 và những cái trục trặc mà những người thất nghiệp đã gặp phải thì trong cái thông tin đó cũng có chia sẻ. Và Nga cũng xin thưa là nếu như mà ai lần đầu tiên ghé kênh Nga Võ Illinois thì vui lòng nhấn nút subscribe, đăng ký hoàn toàn miễn phí để mà các anh chị, các cô, các chú, các bác có thể là theo dõi những cái video kế tiếp của Nga. Đồng thời là nhấn like, nhấn share để ủng hộ kênh. Nga cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ thì Nga kính mời tất cả theo dõi cái phần chi tiết sau đây. Thưa các anh chị, trong cái video này Nga cũng xin thêm một cái phần là cập nhật 50 tiểu bang cái số tiền LWA 300 và 400 là thì thêm tiểu bang trả 1.800 thì Nga cũng xin cập nhật tất cả 50 tiểu bang luôn ha. Bây giờ Nga xin cập nhật 50 tiểu bang. Nga bắt đầu theo thứ tự ABC. Bắt đầu là Alabama đã trả được 4 tuần và còn 1 tuần nữa. Alaska chưa trả, hệ thống vẫn đang cập nhật thông tin. Arizona đã trả hết là 6 tuần và FEMA đã ngưng tiền. Arkansas đã trả được 1 tuần, còn 4 tuần nữa. California đã trả được 3 tuần. Colorado đã trả được 3 tuần. Connecticut đã trả được 3 tuần, còn 3 tuần nữa và FEMA cũng ngưng tiền. Delaware đang cập nhật thông tin và ước tính là ngày 14 tháng 9 thì đã qua rồi, nhưng mà cái cột này là vẫn nói là chưa có nhận được. DC thì vẫn đang cập nhật thông tin và chưa có nhận được. Florida là đã trả được 4 tuần. Georgia đã trả được 6 tuần và FEMA đã ngưng tiền. Hawaii vẫn đang cập nhật thông tin. Idaho đã trả được 3 tuần, còn 2 tuần nữa. Illinois đã trả được 6 tuần và FEMA cũng ngưng tiền. Indiana là bắt đầu là ngày 21 đã trả được 6 tuần nha các anh chị. Mà nếu như mà các anh chị nào, tại vì Nga thấy có một bạn chia sẻ trên thông tin đó, nói rằng là chưa có nhận được. Như vậy là các anh chị đợi thường là từ 1 tới 3 ngày để mà cho tiền vào trong cái tài khoản các anh chị ha. Thì các anh chị chịu khó kiểm tra lại sau đó vài ngày. Và sau 6 tuần thì FEMA cũng ngưng tiền. Iowa đã trả được 5 tuần. Kế tiếp là Kansas vẫn đang cập nhật thông tin. Kentucky trả 400 và đã trả được 1 tuần. Louisiana đã trả được 4 tuần, còn 1 tuần nữa. Maine đã trả được 6 tuần và FEMA đã ngưng cấp tiền. Thì hôm trước là cũng có một anh á chia sẻ là ở tiểu bang Maine đã trả, và Maryland và cũng có vài anh chị ở bên đó cũng chia sẻ là đã trả được 6 tuần và FEMA đã ngưng tiền. Massachusetts, Michigan đã trả được 6 tuần và FEMA cũng ngưng tiền. Minnesota đã trả được 3 tuần và còn 2 tuần nữa. Nhưng mà trước đó là có anh chị bên Minnesota đã nói rằng là anh đã nhận được ít nhất là 5 tuần rồi á. Dạ. Mississippi đã trả được 1 tuần, còn 4 tuần nữa. Missouri, Montana đã trả được 6 tuần và FEMA đã ngưng tiền, trong đó Montana là đã trả được là 400 nha các anh chị. Dạ, 400 là được 2.400. Nebraska, Nevada vẫn đang cập nhật thông tin. New Hampshire đã trả được 6 tuần và FEMA đã ngưng tiền. New Jersey vẫn đang trong tình trạng là cập nhật thông tin. New Mexico đã trả được 5 tuần. New York đã trả được 3 tuần và còn 3 tuần nữa và FEMA cũng ngưng tiền. Thì Nga sẽ chia sẻ cái phần sau đây là Nga sẽ chia sẻ thêm cái thông tin về New York nha các anh chị. Dạ. North Carolina đã trả được 6 tuần và FEMA cũng ngưng tiền. North Dakota đã trả được 3 tuần và còn 2 tuần nữa. Tiếp theo là Ohio đã trả được 6 tuần và FEMA cũng ngưng tiền. Oklahoma, Oregon vẫn đang cập nhật thông tin. Pennsylvania đã trả 6 tuần và FEMA cũng ngưng tiền. Rhode Island đã trả được 3 tuần, còn 2 tuần nữa. Nga cũng xin thưa là hôm trước có anh ở Rhode Island, anh có chia sẻ là ảnh đã nhận được là thêm 2 tuần nữa, tất nhiên là tổng cộng là 5 tuần rồi. Dạ. South Carolina vẫn đang cập nhật thông tin, ước tính là ngày 25 tháng 9. South Dakota là tiểu bang duy nhất đã là từ chối không nhận tiền. Tennessee đã trả được 4 tuần, còn 2 tuần nữa và FEMA cũng ngưng tiền. Texas đã trả được 6 tuần và FEMA cũng ngưng tiền. Utah đã trả được 3 tuần và còn 3 tuần nữa và FEMA cũng ngưng tiền. Vermont, Virginia vẫn đang là cập nhật thông tin. Và trong đó có Vermont là nói rằng là ngày 14 tháng 9. Nhưng mà cái cột mà trả đó các anh chị là vẫn là zero, chứ như là chưa trả tuần nào. Virginia và vẫn đang cập nhật thông tin. Washington là đã trả được 1.800. Và đây là Washington là tiểu bang hôm nay á các anh chị, là trả cái... là tiểu bang này là hôm nay là 22 tháng 9 nè, là trả là trả được 6 tuần. West Virginia đã trả được 6 tuần và FEMA cũng ngưng tiền. Wisconsin là ước tính là ngày 31 tháng 10 nha các anh chị, hơi lâu. Wyoming đã trả được 3 tuần, là còn lại là 2 tuần. Như vậy đó là những cái thông tin cập nhật mới nhất về cái số tiền 300, 450 tiểu bang, và trong đó hôm nay là tiểu bang Washington là tiểu bang, thêm một tiểu bang nữa là đã trả tiền và trả trọn vẹn là 1.800. Bà Pelosi và ông Mnuchin, Bộ trưởng Bộ Tài chính của Hoa Kỳ, bà Chủ tịch Hạ viện, bà Nancy Pelosi đã thông báo hôm nay là thứ Ba, ngày 22 tháng 9, 2020 là bà đã thỏa thuận được với Bộ trưởng Tài chính ông Steven Mnuchin để mà tài trợ cho chính phủ liên bang Hoa Kỳ cho đến là tháng 12. Cái việc đi đến cái thỏa thuận hôm nay là để loại bỏ cái nguy cơ chính phủ đóng cửa vào cuối tháng là 30 tháng 9. Cái thỏa thuận là giữa lưỡng viện đạt được và sẽ tài trợ cho chính phủ đến hết là ngày 11 tháng 12, 2020. Các thành viên của Hạ viện đã thông qua cái thỏa thuận ngay sau khi mà nó được công bố bởi có 359 phiếu thuận và 57 phiếu chống, với một cái thành viên là biểu quyết là có mặt trong cái cuộc bỏ phiếu đó. Thỏa thuận bao gồm là hàng chục tỷ quỹ cho cái tổng công ty tín dụng về hàng hóa, ưu tiên dành cho Đảng Cộng hòa và các thành viên lưỡng viện từ các quận và tiểu bang về nông nghiệp, bổ sung cái viện trợ quan trọng cho nông dân. Tất nhiên là trong đó là có hàng chục tỷ thì bổ sung vào trong cái ngành nông nghiệp, đó là giúp cho người nông dân. Và trong đó trích ra 5 tỷ đô la để mà viện trợ cho cái dinh dưỡng rồi cho học sinh và gia đình mà bị đói, bị cần tài trợ để mà mua thức ăn. Thì trong đây bà Pelosi đã cho biết trong một cái tuyên bố hôm nay là ngày 22 tháng 9 2020 là bà nói rằng chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận với Đảng Cộng hòa về cái việc là tiếp tục giải quyết để là bổ sung gần 8 tỷ đô la hỗ trợ dinh dưỡng rất cần thiết cho các học sinh và gia đình bị đói. Cho biết trong cái một tuyên bố hôm thứ Ba, bà đã nói như vậy. Bà nói thêm rằng chúng tôi cũng tăng cường trách nhiệm giải trình trong cái tổng công ty tín dụng hàng hóa, ngăn chặn các khoản tiền dành cho nông dân bị sử dụng sai mục đích. Bà nói như vậy. Vậy là cái việc thỏa thuận cho hàng chục tỷ đô la để mà viện trợ cho nông dân và học sinh và những cái gia đình gặp khó khăn cần mua thức ăn. Thì những ngày sắp tới là Thượng viện dự kiến sẽ đưa ra luật Đây là thông tin mới nhất về sở thất nghiệp ở bên tiểu bang New York. Thì mà trước đó là Nga cũng có chia sẻ một vài cái video về các anh chị cũng ở tiểu bang New York á, thì các anh chị hỏi đó. Thì hôm nay là cái thông tin mới nhất. Một số người là nói rằng là chưa có nhận được số tiền 300, mặc dù người ta đã pre-certify rồi, người ta đã xác nhận rồi, nhưng mà không hiểu sao không có nhận được. Và trên cái bảng FEMA các anh chị là người ta đưa ra là nhận là được đã trả được 3 tuần rồi. Và trước đó thì một số anh chị bên tiểu bang New York cũng là chia sẻ là cũng chưa có nhận được. Và sau đó cũng một số anh chị cũng có nói rằng là đã nhận được rồi. Có nghĩa là một số anh chị nhận được và một số thì chưa. Thì hôm nay cũng một cái điều là xảy ra là khi mà cái người thất nghiệp vào trong cái tài khoản thì bị cái phần là payment history, tất nhiên là cái phần mà lịch sử trả tiền thanh toán của các anh chị nó bị xóa mất tiêu, cho nên là cái hệ thống nó bị trục trặc á, cho nên là thì người ta cũng hồi phục lại được. Và người ta phản hồi về cái việc mà lý do mà những người mà chưa có nhận được số tiền 300 thì Nga cũng xin được là dịch sơ qua cái phần tiếng Việt và đọc lại cho các anh chị xem ha. Là do cái quy trình liên bang rườm rà, một số lượng nhỏ người dân New York có thể là nhận được cái khoản thanh toán LWA là số tiền 300 á, trễ hơn so với những người khác vì những lý do duy nhất liên quan đến hồ sơ thất nghiệp của họ, là bao gồm chứng nhận trễ hạn thì được thanh toán luân phiên, hoặc các hồ sơ thất nghiệp đã hết hạn gần đây đã nhận được cái khoản thanh toán là trả lùi lại những ngày trước đó, mà chúng tôi mong đợi sẽ được xử lý trong tuần này. Tất nhiên là người ta nói rằng là cái lý do mà chậm trễ trả những người thất nghiệp bị là nhận chậm trễ cái số tiền 300 đó là người ta nói là do là liên bang là rườm rà là thứ nhất. Cái thứ hai là do những người là chứng nhận là trễ thì người ta sẽ luân phiên người ta trả, giống như là ai chứng nhận trước thì người ta trả trước, ai chứng nhận sau thì người ta trả sau. Và một cái điều nữa là một số cái đơn bị thất nghiệp á, cái đơn thất nghiệp á, là hết hạn và đã gia hạn lại, thì sau đó là người ta cũng những cái tuần nào mà các anh chị đã chưa có được trả thì người ta sẽ trả lùi lại những cái tuần đó cho các anh chị nha, người ta sẽ trả cho các anh chị. Đó là bao gồm là cái tiền là LWA nha các anh chị. Tất nhiên là các anh chị chưa được nhận thì người ta sẽ trả ngược lại cho các anh chị, cho nên là các anh chị nếu như mà các anh chị chưa nhận được số tiền thì đó là cái thông tin mà Nga xin gửi đến các anh chị để mà các anh chị an tâm á. Mà nếu như mà có trục trặc gì thì các anh chị cũng đừng có giống như là hoang mang hoặc lo lắng quá đó. Dạ, tại vì người ta sẽ khắc phục cho mình. Dạ. Nga cũng xin là chân thành cảm ơn tất cả các cô chú, các bác, các anh chị và các bạn ủng hộ Nga. Và nếu như mà ai lần đầu tiên ghé kênh Nga Võ Illinois thì vui lòng nhấn nút subscribe, đăng ký hoàn toàn miễn phí để mà các anh chị, cô chú, bác có thể theo dõi những cái video kế tiếp của Nga, và nhấn like, nhấn share để ủng hộ kênh. Và Nga kính chúc tất cả quý vị, người quan lẫn không quan, sức khỏe, thành công và gặp nhiều an vui trong cuộc sống. Và Nga xin hẹn tất cả quý vị trong những cái video kế tiếp. Nếu như mà các anh chị đi làm lại thì hết sức cẩn thận. Nga xin cảm ơn rất là nhiều. Bye now.